sơn bò lò lan, nhìn sơn bò lò lan, bày thiền cháo tư sơn, bày thiền cháo tư sơn, nhạc thiền phú xuôi hò, nhạc thiền phú xuôi hò, mây chiêu phú xuôi tò, mây chiêu phú xuôi tò. Lớp học có trên 30 học viên, nhỏ tuổi nhất năm nay mới 7 tuổi, lớn nhất năm nay cũng gần 40 tuổi. Tuổi tác có thể chênh nhau nhưng mọi người đến đây đều chung một mong muốn, đó là biết đọc, biết viết chữ nôm giao, nét chữ riêng biệt của dân tộc mình. Em Triệu Tiến Tiên, năm nay 7 tuổi, kỳ nghỉ hè mọi năm chỉ lên nương rẫy giúp bố mẹ, không có lớp học gì thêm. Nhưng năm nay thì khác, ngoài lớp học bơi của đoàn thanh niên xã tổ chức, Tiên còn tham gia lớp học chữ nôm giao được tổ chức vào buổi tối hàng ngày. Khi được học trên trường này, cháu cảm thấy rất là vui. Và sau 3 tháng, cháu đã biết đọc và viết rất nhiều. Và sau khi kết thúc thì cháu muốn học thêm để biết nhiều hơn. Anh Đặng Tiến Học là cán bộ công chức xã Khai Trung. Việc học chữ nôm giao cũng là điều mong muốn, ấp ủ của anh từ lâu. Khi Hội Khuyến học huyện Lục Yên phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái tổ chức lớp học này, anh đăng ký theo học ngay. Việc học vào buổi tối nên anh bố trí, sắp xếp được thời gian hợp lý. Từ khi tham gia, anh Đặng Tiến Học chưa nghỉ buổi nào, luôn chăm chú, say sưa với những nét chữ thầy truyền đạt. Bản thân được tham gia lớp học thì cảm thấy rất ý nghĩa. Thứ nhất là được bảo tồn cái chữ viết của nôm giao cho các thế hệ trẻ. Và được thứ hai thì tại lớp học thì được các thầy hướng dẫn rất tận tụy và hướng dẫn từng nét viết. Chỉ sau 3 tháng, qua 180 tiết học, 33 học viên của lớp học chữ nôm giao trên địa bàn xã Khai Trung, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái đã biết đọc, biết viết chữ nôm giao, được tìm hiểu về ngữ pháp Hán cổ, thơ ca Hán cổ, các bài cúng trong ngày lễ Tết truyền thống của người Dao. Với một địa phương có trên 90% đồng bào Dao đỏ như xã Khai Trung, thì những lớp học như thế này vô cùng ý nghĩa trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Ông Phùng Xuân Hưng là một trong những người say sưa với việc lưu giữ và truyền dạy chữ nôm giao trong cộng đồng người Dao ở xã Khai Trung. Ngoài việc sở hữu nhiều cuốn sách giao cổ, ông Hương còn miệt mài trong việc nghiên cứu thực tiễn qua đời sống sinh hoạt của bà con trong thôn, trong xã để viết ra những cuốn sách có giá trị như sao chép, phục dựng các cuốn sách cổ mà cha ông ta để lại, lưu truyền cho thế hệ sau. Thứ nhất là để phát huy, để giữ gìn cái văn hóa tâm linh, là một văn hóa, cái bản sắc văn hóa dân tộc. Cái chữ viết ngày xưa là nó phải có, gọi là tiếng nói chữ viết nó phải có, nhưng mà bây giờ thì nó mai một đi. Thì được cái mở cái lớp này thì chúng cá nhân bản thân tôi cũng đầu tư cái thời gian rồi, thì cũng phải nhiều chữ là mình học rồi, bây giờ cũng không nhận biết, là vẫn phải học vừa lại truyền đạt cho các cháu. Những lớp học chữ nôm giao như thế này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa bản sắc dân tộc, bởi chữ viết, giọng nói luôn được coi là hồn cốt của mỗi dân tộc.